Sau đây thì các anh chị xem một số hình ảnh tại khu đô thị 5 sao. Ở đây thì em có những cái lô đất như là ngang 5 dài 20, 6 20, 8 20, 10 20, 4 mét rưỡi dài 25 mét. Tất cả những cái lô này đều có sổ sẵn và các anh chị có thể mua để xây dựng. Hoặc ở đây thì em cũng có một cái căn nhà ngang 5 dài 20 đã xây dựng sẵn luôn. Một trệt hai lầu cộng với sân thượng. Đây, cái nhà này là hướng đông luôn anh chị nha. Giá trên 3 tỷ. Đã có sổ hồng. Đó, đang hoàn thiện luôn, nằm trong khu đô thị 5 sao. Đó, ngoài ra thì anh chị có thể mua đất ở khu này nha, liên lạc với em. Em chỉ cho anh chị một số cái lô đất rất là đẹp luôn. Hướng đông, tây, nam, bắc đều có luôn. Căn nhà đang quay là căn nhà hướng nam. Căn đó là căn hướng nam đang hoàn thiện. Đó, đây là căn hướng nam các chị. Kế bên một căn nhà đã được bán rồi và có người đang ở rồi. Đó, khu 5 sao này rất là sầm uất luôn. Sau này thì sẽ rất là phát triển. Đây là cái cổng của dự án đi vào khu đô thị 5 sao. Khu này thì 200 hecta luôn các chị, một cái khu rất là phát triển. Tiện ích thì khá là nhiều như là shop house, hồ bơi, hồ sinh thái, sân tennis, sân đá banh. Đây bên tay phải của em đó có sân đá banh, sân tennis luôn. Và trong này cũng có một cái sân golf. Khu này đang phát triển khá là nhanh. Các anh chị đầu tư thì hãy đầu tư từ giai đoạn này rất là tốt này. Giai đoạn này thì đã có sổ cũng như là giá đất đang tăng khá là nhanh. Người ta đang chuyển qua đây xây dựng rất là nhiều. Ở đây thì có một căn hướng nam và một căn hướng bắc bên em cũng đang xây dựng. Đây, đã bán một căn, còn một căn hướng này là hướng bắc luôn nha. Ngang 4,5m, dài 25m, một trệt, hai lầu cộng với sân thượng, tất cả là đúc thiệt hết. Đây là view nhìn từ trên cao của căn này. Đó. Các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp ngay. Và các anh chị nhớ đăng ký kênh giúp em nha, đăng ký kênh để mình nhận được những thông tin hoàn toàn miễn phí và thường xuyên nhanh chóng nhất. Đăng ký kênh là đã giúp em rất là nhiều rồi. Mong các anh chị hãy giúp em để em review thêm nhiều những căn nhà, những lô đất cho các anh chị ở đây. Em xin chào và cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Các anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để mình nhận được những thông tin mới nhất từ kênh này. Xin cảm ơn.